chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, tối qua tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày mất của đồng chí, 10 tháng 7 năm 1986, 10 tháng 7 năm 2023. Chương trình là dịp để các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân một nhà lãnh đạo đảng kiệt xuất, giúp chúng ta thêm hiểu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn, nhất là tình cảm của nhân dân miền Nam, của quê hương Quảng Trị đối với đồng chí. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cùng dự chương trình cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước qua các thời kỳ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự và tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ. 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc vì lý tưởng cao đẹp Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Tên tuổi và sự nghiệp của Tổng Bí thư Lê Duẩn mãi được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chương trình với 14 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Duẩn cùng tình cảm của đông đảo nhân dân và các thế hệ cán bộ đảng viên. Đó là những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ, bị thực dân Pháp bắt tù đày và sau này trở về lãnh đạo quân dân Nam Bộ trên cương vị bí thư xứ ủy Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Cho đến sau này, trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, lãnh đạo quân và dân ta trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đi đến ngày toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt xúc động trong chương trình là ca khúc Ba Đình Một Sớm Thu Xa, gợi nhớ những ngày tháng 9 năm 1969 khi Bác Hồ đi xa. Còn đó ngân vang lời thề của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Duẩn và quân dân cả nước nguyện mãi mãi đi theo con đường của người, quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng trong chương trình, người xem sẽ được sống lại không khí của mùa xuân đại thắng năm 1975. Trong khí thế hào hùng của các cánh quân tiến về giải phóng miền Nam, đồng chí Lê Đức Thọ đã có bài thơ Lời Anh Dặn tặng đồng chí Lê Duẩn như lời ước hẹn, động viên quân và dân cả nước bước vào chiến dịch cuối cùng, thực hiện trọn vẹn lời thề thống nhất non sông trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với sự đầu tư kỹ càng và tâm huyết của các nghệ sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn phần nào đáp ứng tình cảm sâu đậm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Hình ảnh và những ký ức về một lãnh đạo gần dân, thương dân, sâu đậm, nghĩa tình, luôn rạng người thân thương, không thể phai mờ theo năm tháng. Nhiệm kỳ qua của Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong điều kiện đất nước và thành phố có nhiều sự kiện trọng đại. Giai đoạn này Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước cũng gặp không ít khó khăn. Song với bản chất tiên phong của giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức lao động thuộc khối dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực sáng tạo trong lao động, phấn đấu cùng tổ chức công đoàn các cấp và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên bế mạc Đại hội Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư, nhiệm kỳ năm 2023-2028 diễn ra hôm qua. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn viên chức thành phố xác định tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức, giỏi nghiệp vụ, vững tay nghề, góp phần tham gia xây dựng đảng, chính quyền, doanh nghiệp vững mạnh. Như với nội dung tham luận tại đại hội của Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, từ 79 lời dạy của Bác, đơn vị đã phát triển thành một hội thi, từ đó chọn ra những bài viết hay để tạo nên tuyển tập, lời dạy của Bác Hồ về văn hóa và thể thao. Hoạt động này đã có tác động sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức ngành văn hóa và thể thao trong việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Là dịp để cho tổ chức công đoàn tuyên truyền đến đoàn viên để thấy được rằng là đôi khi chúng ta có thể là chúng ta chỉ mới nghe thôi nhưng chúng ta chưa mà tiếp cận đọc. Chúng ta chưa cảm nhận và thông qua hội thi đó là dịp để cho mỗi công đoàn viên cảm nhận sâu sắc hơn nữa từng cái lời dạy của Bác. Với 11 chỉ tiêu cụ thể,
Công đoàn viên chức thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 đặt mục tiêu ghi đậm dấu ấn của tổ chức công đoàn, nhất là các hoạt động chăm lo cụ thể và thiết thực cho người lao động. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ công đoàn, đội ngũ công chức, người lao động trong khối dân chính đảng thành phố với những cống hiến tận tụy đầy tâm huyết cho sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, giai đoạn sắp tới, nhiệm vụ công tác công đoàn, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của đảng và chính quyền thành phố đứng trước những thách thức to lớn. Đồng chí mong muốn công đoàn các cấp phải thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của công chức, viên chức, người lao động trong khối. Trong bối cảnh thành phố còn nhiều khó khăn, đặc biệt là quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sẽ tác động sâu sắc đến mối quan hệ lao động trong cơ quan và doanh nghiệp. Vì vậy, tổ chức công đoàn các cấp phải luôn đồng hành cùng với đoàn viên công đoàn và người lao động, duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hàng năm để đảm bảo tinh thần dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ quan. Bên cạnh đó, công đoàn cần tiếp tục duy trì các hoạt động chăm lo và tiếp tục duy trì vận động, đóng góp các cái nguồn quỹ tương trợ của công đoàn viên chức để kịp thời chăm lo cho các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ khẩn cấp. Đề nghị các đồng chí là tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là nghị quyết của Quốc hội vừa mới thông qua, đó là chính sách đặc thù đặc biệt đối với thành phố. Cần cụ thể hóa phong trào thi đua gắn với các cái cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị để làm sao đó công đoàn viên chức thành phố tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn đầu của công đoàn viên chức Việt Nam. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 22 ủy viên. Tại kỳ họp thứ nhất ban chấp hành, các đại biểu đã bầu ban thường vụ gồm 7 ủy viên, trong đó đồng chí Lương Tuấn Anh, chủ tịch công đoàn viên chức thành phố, nhiệm kỳ 2017-2023 tái đắc cử chủ tịch công đoàn viên chức thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự đại hội lần thứ 12 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Kính thưa quý vị, sáng nay, ngày 10 tháng 7, kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 sẽ khai mạc. Dự kiến kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi với nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo. Nhóm phóng viên HTV đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Minh Quân, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố về những nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này. Dạ, trước tiên xin được cảm ơn bà Đỗ Thị Minh Quân, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin bà có thể cho biết là một số nội dung trọng tâm của kỳ họp lần này không ạ? Dự kiến thì kỳ họp Nhân dân sẽ diễn ra vào 2 ngày rưỡi, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2023. Với các nội dung chính trọng tâm như sau: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ báo cáo kết quả về kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và những cái nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ủy ban cũng sẽ báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 8 đến trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố, báo cáo kết quả năm học 2022-2023 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Tại kỳ họp này thì Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố các tờ trình, trong đó thì đặc biệt là tờ trình về ban hành nghị quyết thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Theo luật định thì kỳ họp sẽ thực hiện cái chương trình giám sát chuyên đề về công tác đầu tư công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, thực hiện các công tác nhân sự của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và thực hiện phiên chất vấn theo luật định. Được biết thì kỳ họp lần thứ 10 này sẽ dành một ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Vậy thì những nội dung nào cũng như là những đơn vị nào sẽ được chất vấn và trả lời chất vấn trong đợt này ạ? Kỳ họp thứ 10 dự kiến sẽ chất vấn đối với lại Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Du lịch và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1.
Đối với lại Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thì các đại biểu sẽ tập trung chất vấn liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thành phố, rồi giải pháp chính sách để phát triển các bãi đậu xe trên địa bàn thành phố, tiến độ hiệu quả thực hiện các công trình giao thông trọng điểm và công tác quản lý, kết quả thực hiện đối với lại các loại phí mà thuộc lĩnh vực quản lý của sở. Đối với Sở Du lịch thì sẽ tập trung chất vấn những vấn đề liên quan đến các giải pháp kết nối du lịch ở liên vùng, liên tỉnh, quốc tế, rồi chiến lược phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn của thành phố, phát triển du lịch trên đường sông, kinh tế đêm. Còn đối với lại Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 thì các đại biểu cũng sẽ có những vấn đề tập trung chất vấn về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận, công tác quản lý và tổ chức sử dụng tài sản công, rồi công tác phát triển du lịch trên địa bàn gắn với việc quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Và một lần nữa xin được cảm ơn bà Đỗ Thị Minh Quân với những thông tin vừa rồi. Trong kế hoạch tuyển sinh đầu cấp khối lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng thí điểm mô hình phân tuyến theo bản đồ GIS tại thành phố Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình. Bản đồ GIS giúp học sinh được học tại trường gần nơi cư trú, không phân theo địa giới hành chính của phường. Đến nay, phụ huynh đã có thể xem kết quả và xác nhận nhập học cho con em mình. Quận 8 là một trong những địa phương có dân số nhập cư đủ để áp dụng thí điểm, từ đó rút kinh nghiệm. Trước đây, nguyên tắc phân tuyến là học sinh cư trú ở phường nào sẽ học tại trường đóng trên địa bàn phường đó. Nhưng với việc tuyển sinh áp dụng bản đồ GIS thì có thể phân tuyến theo hình thức địa bàn phường hoặc liên phường sao cho học sinh đi học trường gần nhà nhất có thể. Thưa quý vị, dựa trên thông tin mà các phụ huynh đã đăng ký ở website đăng ký tuyển sinh đầu cấp thì phòng giáo dục tại các địa bàn dựa trên mô hình bản đồ GIS để có thể phân bổ danh sách đến các trường. Và trong thời gian đó thì các phụ huynh có thể thông qua các kênh Zalo, website của trường hay là những số điện thoại hotline hoặc cũng có thể đến trực tiếp tại trường để nhận được cái sự tư vấn hoặc là chúng ta có thể thay đổi nguyện vọng để có thể chọn được cái trường tốt nhất cho con em của mình. Tuy mình là ở khu phố 1 thì theo phân tuyến sẽ là qua trường Bùi Minh Trực, qua bên kia cầu. Tuy là như vậy nhưng mà đi rất là xa. Thay vì vậy thì từ nhà mình đi qua bên đây thì lại rất là gần, tầm 2 phút hơn thôi, gần cái khu vực nhà mình. Và mô hình của trường rõ ràng, phổ biến và rất là hợp với cái quan điểm của gia đình. Nếu như phụ huynh có cái sự thay đổi về cái trường học thì nhà trường sẽ tư vấn cho phụ huynh để phụ huynh có thể xem xét kỹ để có thể quyết định cái việc thay đổi đó. Nếu như cái việc thay đổi so với ban đầu muốn học ở một nơi khác thì nhà trường cũng sẽ ghi nhận lại, xem xét và trình cái sự thay đổi đó lên lãnh đạo cấp trên để cấp trên có thể căn cứ vào cái nguyện vọng chính đáng đó để có thể sắp xếp cho con em phụ huynh. Mặc dù trong giai đoạn thí điểm, nhưng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bước đầu mô hình này đã mang đến sự linh hoạt cho phụ huynh. Có rất nhiều trường hợp, tình huống, địa chỉ nơi cư trú đang ở của học sinh là nằm một phường của một quận khác. Trường muốn học lại đối diện, tuy nhiên cái trường này lại không thuộc địa bàn của nơi cư trú. Thì cha mẹ học sinh có thể đăng ký, mong muốn, nguyện vọng là học tại ngôi trường gần nhà mình nhất. Nhưng với điều kiện là phải nằm trong 3 quận thí điểm là quận 8, quận Tân Bình và thành phố Thủ Đức. Thì ban chỉ đạo của các quận huyện thành phố Thủ Đức sẽ quyết định xếp danh sách cho học sinh học tại trường gần nhất. Việc tuyển sinh theo cách mới sẽ phần nào xóa bỏ hạn chế của cách phân tuyến theo địa giới hành chính phường đã tồn tại nhiều năm nay. Khi học sinh đi học lớp 1, lớp 6 ở trường nằm trên địa bàn phường nhưng có thể phải di chuyển xa hơn so với trường ở phường lân cận. Tại cơ sở xã hội Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng phần mềm chuyển dữ liệu thông tin phục vụ công tác khám bệnh, kê toa phát thuốc tại đơn vị được sử dụng gần một năm nay, mang lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc sức khỏe cho học viên, người nghiện ma túy tại đơn vị.
Sáng kiến này đến từ một nhân viên phòng y tế không có chuyên môn về công nghệ thông tin, một minh chứng về tấm gương đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và kiên trì đeo bám để cải tiến quy trình, tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao chất lượng phục vụ vì lợi ích của tập thể. Hàng ngày thì bác sĩ khám bệnh khoảng hơn 100 lượt học viên lận. Thì trước khi khám bệnh thì điều dưỡng phải lập danh sách rồi tìm ra cái từng tên đó. Khi khám bệnh thì bác sĩ phải lật qua lật lại cái cuốn sổ thì để xem tiền sử học viên coi trước đây nó bệnh như thế nào nữa, rồi bác sĩ lại viết trên cái sổ khám bệnh. Cái giai đoạn mà tổng hợp thuốc lãnh thuốc để phát cho học viên đó, thì lúc đó cũng mất nhiều công sức của điều dưỡng lắm. Trăn trở đó theo suốt chị Mỹ Duyên trong 2 năm, chị tìm tòi học hỏi từ nhiều nguồn với sự hỗ trợ từ nhiều người. Cuối cùng, quy trình từ bản vẽ trên giấy đã được hiện thực hóa thành phần mềm trên máy tính. Một năm nay, tất cả các bác sĩ, điều dưỡng đều có thể thao tác trên phần mềm, in phiếu phát thuốc, phiếu tổng hợp thuốc, phiếu lãnh thuốc nhanh, kịp thời, qua đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức trong công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc gấp nhiều lần so với trước. Thao tác bằng hệ thống máy tính thì có tính chất bảo mật cao hơn. Lỡ bạn nào thấy em bệnh này bệnh kia thì nhiều khi không hay. Trước đây thì khi mà các bạn học viên ở đây xong chuyển đi cơ sở cai nghiện khác thì phải lựa cái sổ ra chuyển theo. Nhưng từ phần mềm này thì mình chỉ cần tải cái sổ của các bạn xuống rồi mình gửi mail của nội bộ của các trường, mình gửi theo là xong. Tiết kiệm được thời gian và công sức của nhân viên như thế. Với một cái người cán bộ thì mà là một người đảng viên nữa, mình phải luôn tiên phong gương mẫu, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm để đưa ra các ý tưởng, các sáng kiến cải tiến. Cái đề xuất của mình đã đưa ra, nói chung là mình phải theo đuổi nó, tại vì cái mảng này thì thật ra là nó cũng khó khăn với mình. Nếu mà mình bỏ cuộc giữa chừng thì chắc chắn thì nó sẽ không ra được cái kết quả như ngày hôm nay. Đồng chí Trần Thị Mỹ Duyên là một trong những đảng viên hết sức tiêu biểu, có thời gian công tác trên 13 năm ở đơn vị, mặc dù là nhân viên. Công việc, vị trí việc làm là tham mưu về dược, tuy nhiên là hết sức nỗ lực đề xuất, kiến nghị, đeo bám cùng với lãnh đạo phòng y tế để duyệt, áp dụng cải xương cải tiến để áp dụng có hiệu quả, đưa đơn vị. Phải nói rằng là trưởng thành một cách hết sức rõ nét, rồi là toàn diện hơn, rồi là bản lĩnh chính trị được nâng lên. Trong công tác chuyên môn thì có cái thái độ công tác rất là tích cực, luôn chủ động, sáng tạo. Trách nhiệm cao trong công việc, biết sắp xếp công việc phù hợp, phối hợp với mọi người tốt, do đó là luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Mình thì lúc nào mình cũng lấy tấm gương của bác để mình học tập và nói theo. Thì qua đó thì mình đã học được bác cái nhiều cái ý thức trách nhiệm trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi, trao dồi học tập chuyên môn thêm, thì mình sẽ có những cái sáng kiến cải tiến nữa để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị. Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo bác đã được ứng dụng một cách thiết thực vào chính công việc thường ngày của mỗi cán bộ, người lao động, qua đó nâng cao vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của người đảng viên, dám nghĩ, dám đề xuất, dám làm, dám thực hiện nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó. Ngày 9 tháng 7, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, Triều Tiên chỉ trích cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA vì đã ủng hộ kế hoạch của Nhật Bản cho phép giải phóng nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra biển, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống con người và môi trường sinh thái. Tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa ra gọi hành động của IAEA là bất công và thể hiện bức xúc về tiêu chuẩn kép của Liên Hiệp Quốc khi nhắc đến việc Liên Hiệp Quốc ngăn cản chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên đang đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì 6 vụ thử hạt nhân dưới lòng đất. Trước đó, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhận định việc xả nước thải từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản có thể không có ảnh hưởng xuyên biên giới sau khi cơ quan này công bố báo cáo cho biết kế hoạch này sẽ tác động không đáng kể đến môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Lượng nước ngầm, nước mưa và nước dùng để làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi xảy ra sự cố hạt nhân sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011, đã lên tới khoảng 1.330.000 mét khối. Do không còn chỗ chứa, nên chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo, TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, đã lên kế hoạch xả lượng nước này ra biển. Ngày 9 tháng 7, chính phủ Pháp thông báo cấm người dân bắn pháo hoa trong dịp lễ quốc khánh nước này vào ngày 14 tháng 7 sau các cuộc bạo loạn gần đây liên quan đến vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên.
Theo đó, Pháp cấm các hoạt động buôn bán, sở hữu, vận chuyển và sử dụng pháo hoa đến hết ngày 15 tháng 7, nhằm hạn chế nguy cơ gây rối loạn trật tự công cộng nghiêm trọng trong dịp lễ Quốc khánh 14 tháng 7. Lệnh cấm không áp dụng cho những cá nhân, tập thể chuyên nghiệp hoặc những chính quyền địa phương tổ chức bắn pháo hoa theo truyền thống. Sắc lệnh trên được ban hành một ngày sau khi Thủ tướng Elizabeth Borne cho biết chính phủ sẽ triển khai các biện pháp quy mô lớn để bảo vệ người dân trong dịp Quốc khánh. Trước đó, các cuộc bạo loạn nổ ra trên khắp nước Pháp sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi vi phạm giao thông ở gần Paris ngày 27 tháng 6. Trong một số cuộc bạo loạn, người tham gia đã sử dụng pháo. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 3.700 người, trong đó có ít nhất 1.160 trường hợp vị thành niên. Lần đầu tiên tại Trung Quốc, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc công bố phiên đấu giá dành cho dịch vụ phóng tên lửa, mang lại cơ hội đấu thầu cho các doanh nghiệp có nhu cầu phóng vệ tinh. Phiên đấu giá sẽ bắt đầu vào lúc 15 giờ ngày thứ Năm, ngày 13 tháng 7 tới đây. Giá khởi điểm là 80.000 nhân dân tệ, khoảng 11.078 đô la Mỹ cho mỗi kg. Nền tảng mua sắm thiết bị điện tử hàng không vũ trụ thuộc CASC là nơi công bố các thông tin liên quan và diễn ra cuộc đấu giá. Trên nền tảng này, hiện có 150.000 doanh nghiệp liên quan đến hàng không vũ trụ. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng trình độ của các đơn vị tham gia, bao gồm kinh nghiệm trước đây và mục đích sử dụng cho dịch vụ phóng. Chúng tôi đồng bộ việc thu thập dữ liệu cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh để sẵn sàng cho việc đấu giá. Tên lửa được sử dụng trong phiên đấu giá này là tên lửa đẩy Trường Chinh 6C do Học viện Công nghệ Vũ trụ Thượng Hải phát triển, chủ yếu được sử dụng cho các sứ mệnh ở quỹ đạo thấp và quỹ đạo đồng bộ với mặt trời. Tháng 4 vừa qua, CASC đã công bố danh sách các dịch vụ phóng, bao gồm dịch vụ chuyên chở và dịch vụ chia sẻ của tất cả 9 dịch vụ phóng cho thị trường quốc tế và nội địa trong năm 2023 và 2024. Trở lại với những thông tin trong nước, thưa quý vị, các chương trình khuyến mãi kết hợp thanh toán không tiền mặt nhân đôi hiệu quả của Shopping Season 2023. Qua thống kê sơ bộ, số doanh nghiệp tham gia và giá trị khuyến mãi tăng khoảng 20% so với chương trình năm trước. Nhóm hàng tiêu dùng đều tăng lượng bán ra. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với VNPay vừa tổ chức kích hoạt chương trình khuyến mãi tập trung tại thành phố. Ngay sau lễ phát động, VNPay sẽ phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các buổi tập huấn về thủ tục đăng ký chương trình khuyến mãi dành cho các đơn vị phân phối bán lẻ để chuẩn bị triển khai những chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm 2023, trong đó bao gồm ngày hội siêu hàng hiệu dự kiến diễn ra trong tháng 8 và tháng 9 2023. Dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực bán lẻ, du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố tham gia. Năm nay, thành phố tổ chức tháng khuyến mãi tập trung đợt 1 kéo dài 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 9, nhằm giúp các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất triển khai các chương trình khuyến mãi thực chất mang lại lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng, từ đó cải thiện hơn nữa sức mua. Các doanh nghiệp nhìn nhận Shopping Season đã trở thành sự kiện khuyến mãi thường niên lớn và hấp dẫn nhất trong năm của thành phố. Tròn 63 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch đang cùng nhìn lại chặng đường nửa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến nguy thành cơ sau hàng loạt những thăng trầm vì Covid-19. Đến thời điểm này, toàn ngành đang vững bước để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cùng những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ Đảng, Chính phủ, Quốc hội với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, từ một ngành đóng góp 9,2% GDP cả nước, bỗng quay trở về con số 0. Du lịch quốc tế đóng băng, các doanh nghiệp chuyển hướng sang khai thác tối đa thị trường nội địa và đã đạt kết quả không tưởng khi năm 2022 phục vụ hơn 100 triệu lượt khách ở các điểm đến trên toàn quốc. Sức bật từ thị trường nội địa đã giúp doanh nghiệp có nguồn lực xây dựng lại thị trường nước ngoài. Trong bối cảnh Covid-19 thì ngành du lịch Việt Nam vẫn là có cái kết nối được với các cái thị trường mục tiêu. Thông qua đó cung cấp những cái thông tin về cái điểm đến, về chất lượng các cái dịch vụ. Và vì vậy cho nên là chúng ta vẫn duy trì được cái thông tin đó đối với khách để khi chúng ta chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì khách du lịch quốc tế đã có cái cơ hội để đến Việt Nam. Nửa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng vừa qua thì chúng ta thấy là trong cái bối cảnh mà sau đại dịch cũng như là ảnh hưởng của cái tình hình phức tạp trên thế giới, nhưng ngành du lịch cũng đã rất tập trung vào thứ nhất là xây dựng những cái sản phẩm du lịch mới và tạo ra
cái độ hấp dẫn trong sản phẩm để có thể thu hút khách, cả khách nội địa lẫn khách quốc tế. Cái điểm thứ hai là tận dụng cái thời gian để chúng ta đầu tư vào công nghệ và đặc biệt là công nghệ số. Khai thác thị trường khách quốc tế từ mở cửa thí điểm đến mở cửa hoàn toàn cũng là sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành. Hiện có nhiều thị trường khách quốc tế vượt số lượng năm 2019. 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đã đạt gần 70% mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế. Chính sách mới về visa được triển khai từ ngày 15 tháng 8 này sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi thu hút khách quốc tế. Phục hồi được gần như là hoàn toàn cái mảng du lịch tàu biển. Và có những thời điểm thì gần như là có đến 4-5 tàu biển cùng lúc có Việt Nam, và mỗi một tàu có thể lên đến 3-4.000 khách. Chúng ta đã thay đổi các dòng sản phẩm du lịch. Chúng ta đã xác định được những cái biện pháp truyền thông quảng bá mới rồi. Tức là chúng ta đã xác định được con đường. Và khi chúng ta đã xác định con đường đúng đắn rồi, thì các doanh nghiệp đã sẵn sàng rồi, thì chúng ta đang thêm cái đà rất là tốt để chúng ta có thể là tăng tốc để về đích. Hiện toàn ngành đang quyết tâm triển khai nghị quyết 82 sản phẩm đầu ra sau kết quả tổ chức thành công hai hội nghị toàn quốc của ngành du lịch trong thời gian qua do Thủ tướng chủ trì. Nghị quyết này tiếp tục là một bước quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ xây dựng sản phẩm mới, đào tạo lại nguồn nhân lực cho nó phù hợp, thế rồi xúc tiến ở những thị trường mà chúng ta chọn lựa. Thế thì với cái sự quyết tâm cao của chính phủ và với sự quyết tâm của những người làm du lịch, thì tôi tin là du lịch sẽ sớm trở lại cái thời kỳ hoàng kim của mình trong vài 2-3 năm nữa. Với những tín hiệu tích cực từ lượng khách nội địa và quốc tế, toàn ngành du lịch đang đầy niềm tin vào nửa nhiệm kỳ tiếp theo với phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, đến nay cả nước giải ngân trên 6.200 tỷ đồng cho khoảng 15.000 khách hàng thuộc đối tượng vay để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc các địa phương triển khai nhiệm vụ được giao và báo cáo số liệu đầu tư nhà ở xã hội trên địa bàn. Lũy kế tính đến tháng 6, cả nước đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn, đang tiếp tục triển khai 294 dự án với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai đầu tư xây dựng 8 dự án đường cao tốc với tổng chiều dài 463 km, tổng mức đầu tư khoảng 94.400 tỷ đồng. Đến năm 2026 sẽ cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác. Theo Bộ Giao thông Vận tải, khó khăn hiện nay là toàn bộ các dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long đi qua khu vực địa chất yếu, việc xử lý lún nền đường mất nhiều thời gian. Vì vậy, tiến độ các dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bàn giao mặt bằng và nguồn vật liệu cát đắp. Tuy nhiên, đối với các phần mặt bằng còn lại là các khu vực đất ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật thường là khâu khó khăn và mất nhiều thời gian. Nếu không quyết liệt và bàn giao sớm, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hoàn thành dự án. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt.